trợ cho người đội trưởng của mình. Vào thủ không được. Cú dứt điểm đầu tiên tiếp tục là cú sút. Thủ thành Bảo Bụi đã thi đấu một cách tập trung. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc được vang lên thì DTS đã tràn sang phần sân của BNV Quang Trung và thực hiện những tình huống tấn công. Không được. Sẽ là quả đá biên đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù đã là trận thứ 3 nhưng không khí ở trên sân bóng Hoàng Mai vẫn đang cực kỳ sôi động để chứng kiến những lượt đấu hấp dẫn ở lượt trận cuối cùng. Lượt đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay. Không được. Bóng thuộc về DTS. Phương vô thủ. Không phải, đó là tình huống xử lý của Hiếu Chuột. Phương vô thủ. Cơ hội tài ba lô không vào. Tiếp tục là cú dứt điểm. Rất đáng tiếc cho tài ba lô trong tình huống vừa rồi. Trong một pha bóng đối mặt sau đường truyền từ Phương vô thủ, chúng ta có thể thấy kỹ thuật của Phương vô thủ là tốt tới như thế nào. Biết nhưng không thể làm gì hơn. Anh đã đưa trái bóng và đặt tài ba lô. Phương vô thủ. Pha chuyền bóng sai lầm của tài ba lô. Rất may đồng đội anh đã sửa sai. Phương vô thủ đã vượt qua được Tuấn Đồng Tâm. Cầm bóng rất khó chịu. Đi bóng rất khéo léo. Phương vô thủ. Nhưng đó là một tình huống chuyền bóng hơi non. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Rất nguy hiểm và như vậy đã có bàn mở tỷ số dành cho cao thủ DTS. Quá bất ngờ. Một tình huống sút bóng rất nhanh của Phương vô thủ. Hàng phòng ngự của BNV Quang Trung đã không tập trung trong tình huống vừa rồi. Họ đã để cho đội trưởng của DTS đưa ra cú dứt điểm quá nhanh. Một pha bóng. Một tình huống ăn cắp trứng gà rất nhanh của Phương vô thủ. Tiếng còi trọng tài vừa vang lên sau tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía BNV Quang Trung. Phương vô thủ đặt bóng và đưa ra một tình huống dứt điểm rất nhanh và chính xác. Bảo Bụi cũng có phần hoang mang ở trong tình huống vừa rồi. Phương vô thủ. Tài ba lô. Không thành công. 3-2 phản công. Phương vô thủ. Vâng, khá tinh tế nhưng bàn thắng vẫn đến cũng rất bất ngờ và theo một cái cách cực kỳ hài hước. Vâng, Phương vô thủ anh không ghi bàn mà anh nhờ đối phương ghi bàn hộ. Trước đó bàn thắng chớp nhoáng, vừa rồi tình huống mà người ta gọi là mượn gió bẻ măng. Tiếp tục là cái tên Phương vô thủ mà tình huống đưa vào rất tinh tế, nó làm bất ngờ các trung vệ của BIDV Quang Trung. Chúng ta xem tình huống này. Hai cầu thủ của BIDV Quang Trung không hiểu ý nhau và họ đã góp phần cho bàn thắng của Phương vô thủ thêm phần cảm xúc. Chúng ta hãy cùng xem lại. Vâng, số 3 bên phía cầu thủ BNV Quang Trung đó là Cường Trề và cầu thủ số 10 trong đội trưởng Nam Cóc đã có một tình huống xử lý mà khiến cho pha lốp bóng của Phương Văn Tu tự nhiên có thêm sự tinh tế cao hơn. Bình thường nếu như mà hai cầu thủ đấy không chạm bóng hoặc một người phá được thì tình huống đưa bóng của Phương Văn Tu nó rất là bình thường thôi. Cả hai đều sẵn sàng thay đổi hiệp thiếu thứ hai. Nguy hiểm, Phương Văn Tu. Chúng ta vừa nhắc đến Phương Văn Tu trong lần này thì không phải là một tình huống lao vào đánh đầu mà anh có tình huống đỡ bóng và dứt điểm rất nhanh. Nhưng thủ thành bên phía cao thủ BNV Quang Trung cũng rất tỉnh và đẹp trai. Tình huống vừa rồi thì anh cũng tập trung dù là những giây. Vẫn là cao thủ áo đỏ của DTS. Rất khéo léo đó là Phương Vương Thủ. Chưa có đồng đội nào có thể tìm cách nhận được truyền của Vương Thủ để một khoảng cách chống trải cả. Cao thủ DTS cũng khởi động một cách rất từ từ vừa. Đây là Phương Vô Thủ. Tiếp tục là Phương Vô Thủ. Không được. Ngày hôm nay Phương Vô Thủ thường xuyên bị truy cản trái phép. Đã không ít lần anh có thể lách qua sự truy cản của hai cầu thủ bằng một tình huống lướt. Nhưng vừa rồi đã có ulti đến từ vị trí của cao thủ BIDV Quang Trung. Phương Vô Thủ. Đây là Phương Vô Thủ. Không thành công. Vâng, tình huống dứt điểm nguy hiểm nữa của số 10. Chỉ cần một tình huống chạm bóng thôi chúng ta thấy đấy. Đúng rồi, chúng tôi cũng đã dùng rất nhiều từ để khen Phương Vô Thủ rồi. Trần Trung Hiếu là người đưa bóng xuống. Nhưng bây giờ chúng tôi chả biết là khen kiểu gì nữa. Có lẽ là khen bằng tiếng Anh thôi. Cơ hội và hy vọng có thể gỡ hòa dành cho thủ BNV Quang Trung. Pha xoay rất hay của Phương Vô Thủ. Vẫn là Phương Vô Thủ. Không được. Vâng. Tình huống vừa rồi anh định qua luôn cả thủ môn. Sau đó anh xử lý một đường. Và thủ môn Quốc Bảo của cao thủ BNV Quang Trung đang bị đau. Phương Vô Thủ vẫn thể hiện được anh là một trong những sát thủ
mà chỉ cần những tình huống lắc rất nhẹ nhàng đơn giản có thể khiến đối thủ. Vâng, chúng ta xem lại tình huống này thì sẽ rõ hơn, tôi không biết mô tả bằng từ gì nữa. Cú lách rất khéo của Phương Cơ Tu, số 10 của DTS vẫn nguy hiểm như thường lệ. Mọi giải đấu có sự có mặt của Cơ Tu thì chúng ta đều biết những tình huống như này không quá xa lạ với anh em. Nó gần như đã ăn vào máu của Phương Cơ Tu rồi. Phương Cơ Tu ngay lập tức đã bị ôm một cách phải nói rằng cực kỳ tình cảm hơn cả người yêu. Và ngay sau đấy là một tình huống thì cũng rất khó chịu. Nhiều khi những giải pháp tốt nhất để kèm Phương Cơ Tu có lẽ là phạm lỗi. Chúng ta cùng xem lại, Cường Trề là người đã rất cố gắng. Và sau đó thì anh vẫn phải tặng cho Phương Cơ Tu một cái ôm vai bá cổ như kiểu học lớp 20 năm mới gặp lại. Rất thân thiết, thứ 53 của trận đấu. Phương Cơ Tu xử lý bóng rất hay. Vâng. Chúng ta hãy xem tình huống đỡ bóng của Phương Tu rất hay. Sau đấy thì đến hai cầu thủ, một cầu thủ tí có thể làm tình huống tạo ra bất ngờ. Nhưng đây là cơ hội dành cho DTS. Câu trả lời của thủ áo đỏ. Phương Tu đang xin bóng. Hơi khó để đưa bóng người trong cho Phương Tu. Trọng tài xác định đã có lỗi của cao thủ DTS. Tình huống vùng chân rất mạnh. Và phản công cho cao thủ DTS rất khéo. Đó là Phương Vân Thu. Tiếp tục là Phương Vân Thu, cú dứt điểm. Vâng. Tình huống mà đó là bàn thắng dành cho cao thủ bên phía DTS rất bất ngờ. Chúng tôi xem lại góc máy truyền hình mới có thể xác nhận được đó là bàn thắng của Phương Vân Thu. Và nó vẫn có tác động đến từ cầu thủ của BV Quang Trung. Nhưng giây cuối cùng Phương Vân Thu đã mang về bàn thắng. Theo cái cách mà anh đã mang về bàn thắng, nâng tỷ số lên 2-0 dành cho DTS ở hiệp 1. Thực sự quá đáng tiếc cho cao thủ bên phía BV Quang Trung. Chúng ta cùng nhìn lại một chút tình huống này. Phương Vân Tu chủ đích truyền cho đồng đội, nhưng cái chân của một cầu thủ VIP Quang Trung đã làm hỏng bữa tiệc của chính họ. Tỷ số là 3-3. Cầu thủ áo số 25 của VIP Quang Trung đã có một pha xử lý bất cẩn. Và chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn. Tỷ số chung cuộc giữa DTS và VIP Quang Trung là 3-3. Mỗi đội có được một điểm sau trận đấu ngày hôm nay. Và Phương Vân Tu, ngôi sao đã mang về đặt dấu ấn cả 3 bàn thắng của DTS. Và chúc mừng cả hai đội đều đã có điểm trong trận đấu ra quân. Hẹn gặp toàn thể quý vị và các bạn ở những vòng đấu tiếp theo của League Cup 2020 diễn ra trên sân vận động Hoàng Mai vào thứ bảy hàng tuần. Xin chào. Like và share nhịp đập iFootball và iFootball TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.